Nhân xin chào cô chú anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay Nhân giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một lô đất nó cách trong viên 7 Kiều Quang nó khoảng chừng 50-60 mét nha cô chú anh chị. Bây giờ là Nhân đang ở trong cái đường trục chính TC5 cũng như là chỗ công viên 7 Kiều Quang thế giới đó. Nhân chạy ra vị trí lô đất để cho cô chú anh chị hình dung rõ hơn nhé. Những cái vị trí, những căn nhà cũng như là những cái lô đất mà được người dân người ta thuê lại để mà kinh doanh tại công viên 7 Kiều Quang thì như cô chú chị mình thấy không, kinh doanh rất là tốt. Cho nên là cái giá trị của những cái lô đất mà nó view qua cái công viên 7 Kiều Quang này thì lúc nào cái giá nó cũng sẽ cao hơn với những vị trí của những khu khác. Bởi vì một lý do đơn giản là mình muốn ở thì mình ở, còn mình muốn kinh doanh thì cũng rất tuyệt vời. Hiện tại là Nhân đang chạy trên cái trục đường KT11. Đường KT11 là một trong những con đường lớn nhất dự án các tầng quy sinh của mình. Nó lên tới 24m nha chú chị. Nhân đã tới vị trí của lô đất ha. Đó, khoảng chừng 60m thôi. Thì đây cái vị trí mà mình nhìn thấy công viên 7 Kiều Quang thế giới cũng như là bên đây là cầu An Khê. Cầu An Khê là đường trục chính TC4, tức là cái lô đất mình nó nằm rất là nhiều những cái trục đường lớn. Thứ nhất là đường KT11 là đường trước đất của mình. Rất là rộng ha. Cái lòng đường không là nó lên tới 10m và cái vỉa hè này nó hơn 4m cho chú chị. Đối diện qua bên kia thì ví dụ như mà chú chị mình kinh doanh á thì mình vẫn có thể mình đặt bàn đặt ghế bên cái vỉa hè bên kia vẫn được, vẫn thoải mái, hoặc là xe cộ đằng kia mình có thể để bên kia, còn mình kinh doanh bên đây. Vị trí đất mình nó sẽ từ cái trụ điện này, nằm giữa hai lô, và mình sẽ qua tới bên cái mía cây bên đây. Cái cây bên đây là cũng là nằm giữa hai lô nha, 5m, mình sâu vào là 22m chính xác luôn nha, 5 × 22 vuông dứt phong thủy tốt luôn. Tổng trong sổ là 110m². Trước đất của mình nó sẽ có một cái đèn đường như thế này của chú chị, rất là sáng. Ví dụ như những cái đây không có ví dụ được luôn. Bên kia kênh nó không có đèn nào hết thì rất là tối không. Còn riêng ở chỗ này cô chú chị mình buổi tối mình không có cần phải tốn thêm cái tiền bóng đèn ở phía trước nhà, tại phía trước nhà nó sáng rực rồi nè. Ok, ngon lành luôn ha. Đây lòng đường đây. Lô đất của mình cái hướng của nó là hướng nam, một trong những cái hướng rất là mát mẻ khi mà mình xây nhà mình ở. Cô chú anh chị nào mình thuộc cung mạng là Đông Tứ Trạch là sẽ mua được cũng như là sở hữu được cái vị trí của lô đất này. Và Nhân cũng xin phép báo giá luôn để cho cô chú chị mình khỏi phải chờ đợi cũng như là nóng ruột. Hiện tại chủ đất đang gửi Nhân bán với cái giá là 2 tỷ 150 triệu, 2 tỷ 150 triệu cho cái vị trí của lô đất này. Phía bên kia là mình sẽ có một cái lốc nhà phố bên phía công ty bán cho người dân về ở cũng khá là đông rồi. Còn đây là nhà dân nè. Bên kia ở phía trong mình cũng nhà dân rất là nhiều. Đây là công viên 7 Kiều Quang cũng như là qua đường trục chính TC4, qua bên kia thì dân cũng ở khá là đông. Rồi, về cái vị trí này á thì Nhân dùng một cái từ là nó khá là xứng đáng với cái số tiền mà mình bỏ ra. Bởi vì như lúc nãy Nhân có nói đó, thì những cái vị trí mà xung quanh đối diện công viên 7 Kiều Quang đó là kinh doanh trực tiếp, thì bây giờ bên đó nó rơi vào tầm khoảng 30 triệu, 28 đến 30 triệu mét vuông. Thì đối với cái lô này thì nó rơi vào tầm khoảng 20 triệu mét vuông thôi, thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với những vị trí kia. Nhưng mà nếu như cô chú chị mình về mình thiết kế một cái căn nhà để mà mình ở vừa kinh doanh 5 × 22 thì Nhân nói cô chú anh chị mình thiết kế nó cái kiểu gì nó cũng đẹp, kiểu gì nó cũng rộng rãi hết luôn chú anh chị. Nó quá dài đi mà quá rộng nữa. Đó là mình vừa ở vừa kinh doanh, tích hợp giữa hai cái đó luôn. Và nếu như cô chú anh chị mình khi mà nhìn video này á là mình thấy cảm giác là nó, cái từ đằng kia, từ đằng công viên 7 Kiều Quang thế giới mà nó lại là tới cái lô đất của mình thì nó rơi vào tầm khoảng chừng mấy chục mét thôi. Nhưng mà cái cảm giác nó rất là vắng. Vắng vì sao? Vắng vì cái khúc này
không có ai kinh doanh, không có ai mua bán gì hết. Thì nếu như mà mình là một cái người về đây để mình mua bán, mình kinh doanh, mình mở ra đó, thì chắc chắn một điều sẽ thu hút những cái người mà người ta đi chơi ở phía công viên Bảy Cây Quang, người ta lại đây. Rồi bây giờ Nhân sẽ từ cái vị trí lô đất của mình, Nhân chạy đi ra trên cái đường trục KT1 này cho chúng chị hình dung rõ hơn về cái vị trí lô đất của mình nhé. Vị trí lô đất thì rất là dễ tìm rồi cô chú chị, mình cứ chạy xuống công viên Bảy Kiều Quang đó, mình chạy lại cái hướng này thôi đó, nhìn thấy là có cái trụ điện to là thấy lô đất của mình. Rồi mình xuống, mình cứ nhìn, mình cứ ngắm, mình cứ nghía gì đi, nói chung là thoải mái vô tư lăn lộn gì đó. Rồi mình thấy thích quá rồi thì lúc đó là cứ bật máy lên gọi cho Nhân, Nhân sẽ chạy ra tư vấn thêm cho chú chị mình, cũng như là về cái giấy tờ sổ sách thì bên chủ đất cũng đã gửi cho Nhân rồi, thì ưng là Nhân sẽ gửi cái sổ qua cho chú chị mình xem, ok nữa thì mình hẹn với chủ thôi, lên nhà đặt cọc mua bán. Ví dụ như là Nhân quay cái công viên Bảy Cây Quang mình ban đêm đó, rất là đông đúc, kinh doanh mua bán này kia, người ta tới chơi tham quan rất là đông. Nhưng mà có mấy lần có những cái chú anh chị đó, mình xuống ban đêm mình xuống được, mình xuống ngay cái lúc mà ban ngày đó. Mà tại Sài Gòn mình mà chạy xuống đây thì nó cũng rơi vào tầm khoảng trưa rồi, 9-10 giờ rồi, nó nắng kia bằng cháy da cháy thịt đó. Không có ai hết trơn đó, ủa sao kỳ vậy? Ồ dạ thì đúng, ban ngày rất là vắng luôn, không có ai, chỉ có ban đêm thôi. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều nãy giờ đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân nhé. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video sau, nhiều lô đất, nhiều căn nhà. Thấy cái nào mà hợp với cái mong muốn của mình cũng như là vừa với tài chính của mình thì cứ liên hệ trực tiếp với Nhân sẽ tư vấn rõ hơn cho cô chú chị mình. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú chị mình ở những video tiếp theo.